Chào mừng đến với địa ngục, mời anh xuất trình thẻ vào cửa. Đây là địa ngục sao? Tôi vừa mới ngõm nên chưa có thẻ. Thế thì anh phải đóng phí làm thẻ 1 triệu đồng. Ồ, lại còn phí làm thẻ nữa. Địa ngục cũng phải kinh doanh chứ, không thì lấy gì nuôi đám quỷ kia. Nhưng mà tôi vừa mới ngõm, người nhà đã kịp đốt cái gì đâu. Thôi, anh cứ vào trước đi, bao giờ người nhà đốt tiền thì làm thẻ. Ồ, sao địa ngục mà nhìn như khu nghỉ dưỡng ấy nhỉ? Địa ngục bây giờ phải cạnh tranh với thiên đàng, không thì ai mà thèm xuống. Đây là menu tra tấn của anh. Anh muốn chọn loại nào? Có cả combo ưu đãi và khuyến mại luôn này. Tôi đề xuất anh nên chọn combo lẩu cay 10 cấp độ với tẩy tế bào chết. Lẩu cay 10 cấp độ là sao? Là nhúng trong vạc dầu sôi đấy ạ. Thế còn tẩy tế bào chết là lột tay đấy ạ. Thế sao không viết hẳn ra cho dễ hình dung để tránh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng? Địa ngục mà cũng có tiêu chuẩn cộng đồng à? Anh tưởng ai muốn xuống là xuống à? Hitler bị chúng tôi từ chối không cho vào đấy. Tèo, sao mày lại nằm đó? Tao khát nước quá. Ủa, có chai nước đây sao không uống đi? Tao lười mở nắp chai. Ui sổi ôi. Đây, để tôi đổ vào miệng ông hộ luôn. Đừng, đừng. Sao đây? Mày đổ nước vào miệng thì tao lại phải nuốt. Lười lắm. Thế mày định nhịn khát luôn à? Không, mày cứ mở nắp chai hộ tao rồi để đó. Thế làm sao mày uống được? Đợi nó bốc hơi bay vào miệng tao. Thế thì bao giờ mới hết khát? Vậy cho đỡ phải đi tè, một công đôi việc. Mà mày đừng hỏi gì nữa, tao hết nước bọt rồi. Chuối đây, ai mua chuối đây? Cô ơi, quả chuối này sao nhìn lạ thế nhở? Lạ là phải rồi, đây chính là quả chuối phép thuật. Lại còn chuối phép thuật, ai mà ăn quả chuối này thì sẽ nghe được lời nói của các đồ vật xung quanh. Con lợn này trông nó ăn kìa, hãm không chịu được. Suốt ngày bắt bố quét tóc với cái lông tóc của mày. Mày nhìn cái chó gì, cái tuần này để bố mày dính dầu dính mỡ không chịu rửa. Đã thế bố mày để vi khuẩn vào cho những bụng mày. Đấy đấy, cái thằng đấy ăn ở bẩn lắm. Cái tuần nó mới chịu tắm cơ. Ngày nào cũng ngủ trương đít lên đến trưa mới dậy. Phải rồi, là mơ thôi. Mày nhìn cái chó. Luật sư bất ổn. Thân chủ của tôi hoàn toàn vô tội. Đây chính là mẩu bánh mì mà thân chủ tôi từng ăn. Điều này thì liên quan gì đến vụ án? Theo kết quả giám định, mẩu bánh mì này đã được làm từ cách đây 1 tháng. Nhưng thời điểm mà thân chủ tôi ăn nó là cách đây 1 tuần. Tôi vẫn chưa hiểu. Điều này chứng minh rằng thân chủ của tôi có cái bụng rất tốt. Người tốt bụng như vậy thì không thể nào là tội phạm. Đề nghị luật sư nghiêm túc. Đây là chiếc tất được tìm thấy ở hiện trường vụ án. Tôi cam đoan nó không phải là của thân chủ tôi. Sao ăn lại chắc chắn như vậy? Tất của thân chủ tôi không thể nào thơm như vậy được. Bị cáo có gì muốn nói sao? Tôi có thể đổi luật sư không? Anh cứ bình tĩnh. Tôi còn một bằng chứng cuối cùng. Con cá này là như nào ấy nhờ? Thưa quan tòa, nếu con cá này có thể sống trong nước thì thân chủ của tôi cũng có thể sống trong sạch. Thưa quan tòa, tôi có thể tự mình bào chữa không? Khi tài xế cố gặp tài xế mới. Chào đồng nghiệp, mới vào nghề à? Vâng anh ạ, em mới chạy hôm nay, còn nhiều cái chưa quen lắm. Không sao, nhớ ngày đầu tiên của anh, xe anh bị đâm ngay ngã tư lớn. Anh phải đưa khách đi cấp cứu đấy. Nghe khủng khiếp vậy anh trai. Chưa đâu, có lần anh chở một tên tội phạm bị truy nã. Khi cảnh sát phát hiện, họ đuổi theo anh khắp thành phố. Thế anh làm sao để thoát? Thoát thế nào được? Anh bị bắt về đồn, mất cả tuần mới chứng minh được mình không phải đồng lõa với thằng kia. Căng vậy luôn. Có lần anh bị tai nạn, tắt thở đến nơi rồi. Nhưng mà sực nhớ ra anh chưa mua bảo hiểm nên phải tính lại để đi mua bảo hiểm. Anh làm sao sống sót được vậy? Có đợt anh còn bị cướp dí dạng vào cổ. Thế anh có làm sao không? À không sao, chỉ đứt vài cái động mạch thôi. Thôi, khéo em xin nghỉ thôi anh ơi. Nếu thấy không ổn, có lẽ em nên cân nhắc lại. Nghề này không dành cho người yếu tim đâu. Vâng vâng. Thôi em chào anh nhé. Trừ một đối thủ. Khi bạn nhỏ tuổi nhất dòng họ. Cháu mời ông bà ăn cơm. Cháu mời bác cả, bác hai, bác sáu, dì ba, dì bảy, cậu ba, mượn năm, chú Nam, cô Thúy ăn cơm ạ. Con mời bố mẹ ăn cơm. Em mời anh Hải, chị Hợi, anh Minh, chị Lan, anh Xuân, chị Thúy, anh Cường, chị Dung ăn cơm ạ. Bố ơi. Hả? Nó mời xong rồi. Ăn thôi bố. Thế thằng Tèo năm nay được mấy đứa rồi nhỉ? Dạ cháu còn chưa có người yêu ạ. Ui giời ơi. Tầm tuổi mày là bác có 4 đứa rồi đấy. Thế mày đi làm tháng được bao nhiêu hả cháu? Dạ, cháu làm cũng đủ ăn thôi ạ. Ôi, thế là dở rồi. Cái Hợi tầm tuổi mày là xây nhà cho bố mẹ rồi đấy. Thế cái Hợi làm gì mà nhiều tiền thế hả cháu? Dạ, cháu cũng làm này làm kia thôi ạ. Bố ơi. Hả, cái gì đấy? Mọi người đang nói gì mà rôm rẻ thế nhở? Các bác đang hỏi chuyện thằng Tèo ạ. Thế thằng Tèo năm nay được mấy đứa rồi cháu? Dạ cháu ăn no rồi, cháu xin phép ạ. Mẹ ơi, cho con đi chơi với người yêu nhé. Nhớ về sớm nha con. Bà đùa tôi đấy à, làm đếch gì có chuyện về sớm. Nói cho bà biết, hôm nay tôi đã có thích về nhà đấy. Tôi với con ghệ đi nhà nghỉ. Mà bà chuẩn bị tinh thần chăm cháu đi. Tôi là đã có chuyện dùng bao đâu. Còn về vấn đề tiền nong, bỉm sữa các kiểu ấy, thì tôi đi đánh lô. Nếu mà trúng thì tôi gửi cho 5 triệu. Còn nếu không ấy thì bà tự đi mà lo. Mày ở nhà, cấm có được đi đâu hết. Sao thế mẹ, con đi tí rồi về mà. Mày mà bước chân ra khỏi nhà là tao đập mẹ mày. Sao chủ nhật đẹp trời thế này, con không đi chơi với người yêu đi. Dạ,
con với người yêu vừa chia tay rồi ạ. Ồ thế hả? Mẹ tôi nói cho ông biết, từ giờ thằng này đâu có chuyện yêu đương gì nữa. Nên là ông đừng có nói cái chuyện mà nối dõi tông đường. Đẻ con ra chăm mệt bố mẹ, lớn lên bọn nó thành báo hết. Khi nào già ấy thì tôi vào viện dưỡng lão. Còn hương khói tổ tiên ấy thì ông tự đi mà lo. Cái thằng này, mày nhấc mông lên đi tìm người yêu mau. Sao thế bố? Con vừa mới chia tay thôi mà. Mày mà còn ngồi đó là đập bố mày. Mời bệnh nhân tiếp theo. Bác sĩ, dạo này tôi luôn cảm thấy kiệt sức, chẳng có tí năng lượng nào cả. Anh có ngủ đủ 8 tiếng không? Nhưng tôi không có thời gian để ngủ 8 tiếng buổi tối. Sao anh không ngủ 4 tiếng ban đêm và 4 tiếng buổi sáng? Buổi sáng tôi phải đi làm, thế thì 4 tiếng ban đêm và 4 tiếng buổi chiều. Buổi chiều tôi cũng phải làm việc nữa. Vậy thì 2 tiếng buổi trưa, 2 tiếng buổi tối và 4 tiếng vào giữa đêm. Nhưng nếu tôi phải làm việc liên tục thì sao? Anh làm nghề gì mà bận quá vậy? Nghề nghiệp của tôi hơi đặc thù, có khách vẫy là tôi đi luôn. Thế anh làm việc ở đâu? Có lúc ở nhà nghỉ, có lúc ở khách sạn, có lúc trực tiếp ở nhà của khách. Anh là nghề gì thế? Tôi là kỹ thuật viên sửa điều hòa. Khách gọi là tôi phải đi ngay, không có thời gian cố định. Tôi nghĩ anh nên chuyển nghề đi. Nghề gì ạ? Nghề thứ nệm, vừa có việc vừa được ngủ. Bố ơi, cho con xin tiền đi mua sắt ạ. Ừ được rồi. Khoan đã, lần trước con cũng xin tiền đi mua sắt nhưng lại đi mua kem. Sao con không nhớ nhỉ? Con trai, nói dối là không tốt đâu đấy. Bố ơi, có đúng là khi con nói dối mũi sẽ dài ra không? Đúng rồi con, nhưng mà không phải mũi. Vậy cái gì dài ra hả bố? Là hai hàng nước mắt của con sẽ dài ra vì bị bố đánh. Ủa, nhưng hôm trước bố nói với mẹ là đi học mà con thấy bố đi đá bóng. Con trai à, cái đó gọi là làm việc ngoài trời. Thế lúc mẹ bảo bố nấu cơm thì bố nói bố phải làm việc, mà con toàn thấy bố xem hoạt hình. Nếu con nói cho mẹ biết thì nước mắt của bố có dài ra không ạ? Không những nước mắt của bố mà còn nhiều thứ khác phải dài ra đấy con. Thế con đi ăn kem được chưa ạ? Mời ứng viên tiếp theo. Em chào anh ạ. Chào em. Em là Tèo phải không? Dạ vâng ạ. Chắc là em cũng biết công ty mình làm bên mảng tài chính thu hồi vốn, gọi dân dã thì là đòi nợ thuê. Dạ vâng. Thế em đã có kinh nghiệm gì rồi? Dạ, kinh nghiệm đòi nợ thì em chưa có, nhưng mà riêng về kinh nghiệm trốn nợ thì chúa trốn phải gọi em bằng chúa. Công ty mình là công ty đòi nợ mà em, thế thì có lẽ em không phù hợp với công ty rồi. Anh nhầm to, với kinh nghiệm trốn nợ đầy mình, em có thể biết tất cả các chiêu trò mà con nợ sử dụng. Quả nhiên, giám đốc ơi, có khách hàng đang cần tìm con nợ bỏ trốn ạ. Con nợ tên gì đấy em? Tên là Tèo ạ. Chú vào đây để anh giới thiệu nhân tài mới vào. Nó chạy đâu rồi? Bố ơi, có con chó đang bơi dưới sông kìa. Thế mày có biết bơi không? Dạ không ạ. Ui sời, mày còn thua cái con chó nữa con ạ. Thế bố biết bơi không ạ? Tất nhiên là có. Thế thì bố cũng chỉ ngang với con chó. Bài này làm thế nào ấy nhở? Tèo, Tèo ơi. Số người yêu mày đã từng quen. Bạn thường làm gì vào buổi tối? Đi ngủ. Không, ý tôi là bạn thường làm gì vào lúc rảnh? Đi ngủ. Không, ý tôi là ngoại trừ lúc ngủ ra ấy. Đi ngủ. Thánh thần thiên địa hội ơi.